Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay cả gia đình nhà mình ra ngoài này đi chơi. Đó, trước mặt mình là Lotte. Cái chỗ này là cái resort, còn mình đi là đến cái chỗ mua sắm. Hôm nay thời tiết rất là gọi là nắng đẹp luôn. 15 17 độ thôi. Hôm nay cuối tuần cho nên là cả nhà mình đi cho anh Su đi mua sắm mọi người ơi. Không có đồ. Tại vì bây giờ thời tiết nó ấm này. Chuẩn bị gọi là thay đồ các thứ mà không khó, thế mình bảo thôi cố gắng chịu đến cuối tuần rồi đi cho cả nhà đi, tại vì những ngày trong tuần thì anh ấy bận ấy. Đó, cái chỗ này khá là rộng, cái gọi là cái trung tâm mua sắm đó mọi người. Ai mà ở quanh cái khu này chắc là người ta biết. Từ nhà mình đi này thì đi tầm 1 tiếng. Wow, thời tiết nắng thích chưa này. Đó, đằng sau mình là một cái resort cũng của Lotte luôn, cái này nó cũng là của Lotte. Lâu lắm rồi nhà mình nó mới gọi là đi ra ngoài chơi thế này á. Đây này, cái này người ta gọi là Lotte Outlet, rất là rộng luôn. Hai đứa nhà mình nó đến đây rồi cho nên nó biết đường, nó nhớ đó. Mỗi lần mua sắm là hay đến đây mua. Đập vào mắt mình là một thương hiệu thời trang rất là đẹp luôn. Nhưng mà chắc là mình sẽ không vào đây đi xem đồ của nam trước. Ở trong đây có cả đồ ăn các thứ đó mọi người. Trung tâm mua sắm cho nên là cái chỗ khoản ăn uống là bao giờ cũng có rất nhiều luôn. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh ba bố con gọi là cầm tay nhau đi cả. Cái chỗ này trước không có dịch đâu mọi người, đông ơi là đông luôn á, nhưng mà bây giờ có dịch là nó bớt đi đó. Gần 12 giờ trưa rồi mà mọi người để ý là rất là vắng đúng không? Mình đi này nó tiện chứ đông người quá đi cũng mệt. Rất là rộng luôn. Sắp sửa sang xuân cho nên là người ta làm cái chỗ này xong để mình chụp hình này. Chồng mình anh vào cái hiệu Hechisu này. Bây giờ kiểu như là thời tiết nó ấm ấy, người ta quần áo các thứ là người ta bày ra ngoài hết này mọi người ơi. Giày dép cũng nhiều luôn. Những cái này là cũng có toàn cái thương hiệu ấy. Có điều người ta giảm giá, với đến đấy mình mua được nhiều hàng giảm giá lắm mọi người ơi. Ví dụ cái mẫu mới ấy, đó mới ra ấy, thì những cái mẫu cũ người ta sẽ giảm cái giá rất là rẻ luôn. À, hôm nay anh Su còn tính mua cả giày nữa này. Mình thích mấy cái đôi này lắm nhá. Đẹp nhỉ. Đẹp nhỉ. Cái này mình mặc đồ bộ cũng được, mặc quần bò cũng hợp. Qua cái chỗ này thì người ta bày cả áo này. Nhìn bày ra ngoài cứ như kiểu hàng chợ nhỉ. Nhưng mà không phải đâu nha mọi người. Đắt lắm. Cũng không phải là giá rẻ đâu. Ở ngoài kia không có ưng cái nào cho nên là bây giờ mình sẽ vào một cái thương hiệu này nhá, xem có ưng cái nào không này. Ở trong đây toàn giày như kiểu đi mặc với lại đồ vét ấy. Hai đứa nó nhìn thấy mấy con gấu giả này. Bây giờ qua cái lứa tuổi đấy còn đâu nữa. Đừng 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 động một con bụi. Mơn chị. Bảo sao nó bụi lắm, người ta để bên ngoài mà. Chỉ trưng để cho bọn trẻ con chụp hình thôi. Đập vào mắt mình là một anh rất là đẹp trai, Park Seo Joon. ăn gì mà đẹp trai hết ta. Đây. Đây.
Bây giờ chồng mình anh đang mặc thử cái áo kia, áo của anh Park Seo Joon anh mặc. Đẹp chưa? Đây. Em mà ai mà người ta gầy gầy người ta mặc đẹp lắm mọi người ơi. Nhưng mà phụ nữ chồng mình đây là cái chất vải này, chiếu là cái chất vải rất là đẹp đấy. Còn kiểu cách thì nó kiểu đơn giản đấy, đồ của Hàn ấy thì nó toàn thế nào. Mình xem cái này nó có giá là bao nhiêu nhá. Đây, giá gọi là gần 90.000 này. 1.800.000 nha mọi người, 1.800.000 tiền Việt á. Nhưng mà cái chất vải nó đẹp lắm. Chồng mình anh mặc kia nó rất là thoải mái. Chào thoải mái, 1.800.000 là thoải mái. Nói chơi vậy thôi chứ chồng mình anh ít mua đồ lắm mọi người. Nhưng mà mỗi lần mua là anh mua cái loại nó đẹp đẹp tí ấy. Không như mình thì toán mua cái loại trên mạng nó cái giá nó bình dân, nhưng mình kiểu mua nhiều ấy. Đàn ông ấy thì người ta lại thích mua ít nhưng mà lại xịn cơ. Rồi bây giờ sau một thời gian thì đã chọn được 4 cái, 2 cái quần, 2 cái áo. Mình mua cho chồng mình cái áo này này mọi người ơi. Nhưng mà người ta lấy cái mới á, nó cũng không có đắt mấy, gọi là 70.000, 1.400.000 cái áo này này. Mình rất thích cái màu của nó, mặc mùa hè nó trẻ đấy, với lại trông nó hợp với mùa hè. Bây giờ mình sẽ thanh toán. Đã xong. Đây, chồng mình lại đòi, úi giời, giời, giời ơi. Anh không vả nói nhá. Đi ra chứ. Chú ăn xe không? Để chú ăn xe không nhé, cảm ơn nhé. Nghe cái gì. Úi giời, chọn mãi mới được có mấy cái rồi ạ. Mệt thế ấy, cái khoản mua sắm này cũng. Bây giờ sẽ đi mua giày cho Đông Cơn. Đông Cơn thích không mua giày. Đâu rồi ta? Ở đây nó có cả tầng 1, tầng 2 nữa nha mọi người. Rất là rộng luôn. Bây giờ mình đang ở bên trên tầng 2 để đi tìm nhà hàng ăn mọi người ơi. Nhìn xuống dưới thời tiết đẹp, nắng to, thích chưa? Tại vì gần trưa rồi cũng khá là đói, hơn 1 giờ đó. Nên là đi tìm đồ ăn các thứ. Nhà hàng thì lần trước mình đi thì nó ở bên dưới, đợt này người ta lại quy hoạch lên bên trên. Hai bố con đang cầm tay. Rồi, sau khoảng tầm 30 phút đợi thì đã ra rồi. Mỗi người một món, chồng mình anh ăn cá nướng này. Mình thì ăn thịt chiên xù, Min Chu thì sẽ ăn cá hồi ngâm tương đó, kiểu như vậy ấy. Còn Đông Cơn thì ăn món kha đe. Mỗi người một loại. Rồi, bây giờ xong một thời gian thì đã ăn xong. Còn mỗi em Min Chu thôi đó, anh Su đang ra thanh toán xong rồi mình đã đi mua sắm tiếp. Đi thôi. Bà bố con nhà kia ra ngắm cảnh kìa. Bây giờ chồng mình anh sẽ vào đây mua giày này mọi người ơi. Trời ơi, bố mua giày sau đó là Min Chu ngồi đây ăn kem. Ngồi phơi nắng, hóng nắng. Sao đẹp. Rồi mọi người, thế là sau
mấy tiếng luận là con cát cò, thế là đã mua đồ xong hết rồi. Đông Ngân mua được đôi giày với lại cái áo. Còn chồng, chủ yếu là chồng mình ấy, Minchu nó bảo cũng không cần mua à, bảo cần mua gì mẹ mua cho, nó bảo không cần, tại vì bọn trẻ bây giờ nó có kiểu có thiếu thốn thế đâu ấy. Đồ mình hôm nay là mình cũng không có mua luôn mọi người, tại vì mọi người biết sao không phải là không mua mà kiểu mình không thích ấy. Trong đây thì những loại là có thương hiệu, xe máy đi qua này thì nó có thương hiệu này, còn mình ấy thì mình mặc cái kiểu sao nhỉ, nói chung là cái giá là bình dân mà mình thuê mua trên mạng ấy, những cái đồ mình thích ấy, không phải là mình tiếc tiền không mua mà nó không thích, không giống với cái phong cách của mình, cho nên là toán mua đồ của chồng mình thôi. Thời tiết ở quán là đẹp luôn, hai đứa cũng khá lâu rồi, hôm nay là cả nhà mới ra ngoài ấy, thế là thời tiết nó cũng gọi là hơi lạnh lạnh một chút thôi, nhưng mà rất là Minchu thì mua được có mỗi hình con gấu đâu. Minchu đưa cho mẹ xem y nhân à? Minchu bảo mẹ con không cần thì con cần mỗi cái này thôi. Trông dễ thương nhỉ? Để cho vào cặp sách này, chứ không cần quần áo, giày dép gì hết. Tại vì Minchu nhà hôm nọ mới mua xong, mua cái hiệu MNB đấy. Đây là Đông Cơn. Đông Cơn cũng đang đi cái đôi giày kia là nó vẫn còn ok, mới được có mấy tháng, nó có làm sao đâu. Đây này. Nên là bảo là mua thêm để thay đổi ấy. Ủa, nói chung là người Hàn đi nhiều giày lắm. Ở nhà còn mát như giày nữa mà. Có bao giờ mà đi xong hỏng rồi mới bỏ đâu. Nó đang rửa chừng nó vẫn còn nguyên lành cành đào mà đã muốn thay cái đôi khác rồi. Tại vì là nó bền mọi người. Nó không có bị rách hay là bị như nào cả. Ui ở đây. Cái hoa này là cái hoa biểu tượng trong mùa xuân này này. Tên là có phải Kennedy không nhỉ? À không phải Kennedy. Hơi khăng tí à, đẹp chưa? Vàng. Rồi đi thôi, khát ra. Là cho đồ vào xe xong rồi lại đi về. Hết ngày cuối tuần. Ủa bà nấu một chút chứ. Dán đồ của chồng mình á.